Xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại Hoa Viên Bình Dương cũng như trước mặt mọi người. Đây là ngôi mộ của ông Dương Văn Ngộ, nhà thơ rất là nổi tiếng cái lục gia Việt Nam mọi người. Ủa mới thấy chú Tiểu nó thoáng nó mất tiêu rồi ta. Đâu chú Tiểu? Mất tiêu rồi, mới thấy chú Tiểu đi mà. Rồi thì chắc có lẽ thì mọi người vào bên trong mộ của năm sáng nay xem có những gì mới mẻ không mọi người. Đầu tiên vào thì sẽ gặp anh Nhi nè. Nhi lo anh Nhi đã lâu chưa em? Giờ hả? Hôm qua mấy giờ về? Mười rưỡi. Khuya mấy giờ dậy? Tới 6 giờ sớm vậy? Khuya hả? Khuya là 4 giờ dậy. Sớm quá rồi ha. Dậy sớm vậy là dậy sớm là thắp hương cậu á. Đây sáng nay thì mấy anh em đến sớm lắm rồi. Sáng em phải chở con đi học nữa nên là đến hơi muộn xíu, cập nhật cho mọi người xem cái mộ của năm buổi sáng nay. Đặt máy đây mọi người ha. Nghe nói chút xíu ngày hôm nay nữa là cúng rất là lớn mọi người ha, cúng hai bàn. Đặt máy đây nha mọi người ha. Sao thì
Còn năm no tới chưa à, hai bún rồi trời ơi uống à. Nó nói thiệt, nếu mà con năm mà uống hết 10 chai nước này với lại 4 cái bánh ít với 2 bánh với lại 2 cái ly nữa là sao con năm tới chưa luôn á.
tới triệu luôn á. Rồi hơi sữa nè, rồi gì 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 mấy chai nước, rồi 5 cái bánh, 2 hộp bún, 2 bún rồi 2 ly cà phê, 1 ly cà phê, sữa, nhiều quá đủ rồi, rồi 1 trái dừa, trái dừa nữa. Uống này ghét chứ không biết là uống nổi không nữa nè. Thể bộ quá trời, sáng sớm là con gái rồi, con năm bây giờ chắc 90 kg rồi. 90 kg rồi, quá trời. Buổi sáng có cậu không rồi, rồi khoảng chút khoảng 90 giờ nó cúng 2 bàn lớn nữa phải không? Các bạn xin kết thúc video đầu tiên của sáng nay rồi ha.